Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Phút thứ 87, tổng tỷ số sau hai lượt trận vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía Bayern Munich. Ai cũng tin rằng Hùng Xám sẽ kéo sập Bernabeu. Không phải vì họ chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội áp đảo là đội chủ nhà Real Madrid. Họ chơi lấn lướt trong cả trận, tạo nhiều cơ hội nhưng không thể vượt qua sự xuất sắc của Manuel Neuer. Và khi để hở sườn ở phút 68, trong một pha phản công hiếm hoi, Real đã để Bayern Munich vượt lên nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Alphonso Davies. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tưởng như đã có thể sử dụng chiêu gợi ông đập lưng ông để đánh bại Real Madrid. Cái kịch bản bị dồn ép cả trận rồi bất ngờ đấm cho đối phương gục ngã đã xuất hiện ngay ở Bernabeu. Nếu đây là đội bóng nào khác, Bayern Munich chắc chắn sẽ ca khúc khải hoàn. Nhưng đây là Champions League, đây là Bernabeu và đây là Real Madrid. Những thứ đó kết hợp với nhau tạo thành mệnh đề rằng Real luôn là người chiến thắng. DNA Champions League của Real Madrid một lần nữa lên tiếng. Neuer chơi hay gần như cả trận nhưng mắc sai lầm chí mạng ở phút 88. Anh để bóng bật ra trước khung thành khi cố gắng bắt dính cú dứt điểm đập đất của Vinicius. Rất nhanh, tiền đạo vào sân thay người Joselu đã băng vào và anh đã nhanh hơn Eric Dier một nhịp, đá bồi gỡ hòa cho Real Madrid. Thoát khỏi thế hiểm nghèo, tinh thần Real Madrid dâng cao đáng kể. Họ được trợ lực bởi những tiếng hò reo của các cổ động viên trong sâu rộng 85.000 chỗ ngồi mới được thiết kế lại để tăng hiệu ứng âm thanh. Các học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti tràn lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Và phút bù giờ đầu tiên, bẫy việt vị của Bayern Munich phản tác dụng. Trung vệ Kim Min-jae không kịp dâng lên để bắt lỗi Rüdiger, để cầu thủ này căng ngang cho Joselu dứt điểm cận thành. Tiền đạo đang chơi cho Real Madrid theo diện cho mượn cũng thể hiện sự tinh quái khi lùi lại một nhịp vừa đủ để thoát bẫy việt vị cho tình huống này. Ban đầu thì trọng tài bắt lỗi Real, nhưng VAR đã kiểm tra, xác nhận bàn thắng là hợp lệ. Quyết định bẻ còi khiến cho trọng tài chính ông Masiniak bị Bayern Munich phản đối. Ngoài sân, huấn luyện viên Thomas Tuchel ra dấu cho các trò bình tĩnh đi. Đồng thời giơ ngón tay báo hiệu vẫn còn tới 8 phút bù giờ. Thực tế trọng tài đã bù giờ tới 16 phút cho hiệp 2 và bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Real Madrid không phải là tình huống gây tranh cãi duy nhất trong quãng thời gian này. Phút bù giờ thứ 13, từ quả phất bóng của Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt đã vô lê tung lưới Real Madrid. Nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt việt vị đối với trung vệ người Hà Lan. Video quay chậm cho thấy de Ligt và người băng xuống cùng đó là Marai đã chưa thể việt vị vì đứng ngang với Rüdiger. Nhưng vì trọng tài đã thổi còi trước đó khi mà Matthijs de Ligt dứt điểm, VAR đã không thể kiểm tra tình huống này. Tất nhiên, Bayern Munich rất giận dữ với cách xử lý của trọng tài. Một trợ lý của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã phải nhận thẻ vàng vì phản ứng. Sau trận, các trọng tài đã nhận sai. Vâng, đó là điều càng khiến thất bại này trở nên cay đắng hơn với Hùng Xám. Họ đã tính toán chiến thuật hợp lý để đương đầu với đối thủ có phong độ cao. Đội khách chấp nhận từ bỏ hình ảnh tấn công quen thuộc để chơi thực dụng. Họ ra sân với cặp tiền vệ phòng ngự chắc chắn, đó là Pavlovic và Lemar, thay vì sử dụng Leon Goretzka, cầu thủ chơi rất hay ở tứ kết để loại Arsenal. Ở phía trên, Harry Kane đã lùi về khu vực giữa sân là nhiệm vụ phát triển bóng dài cánh để tận dụng tốc độ của Gnabry và Leroy Sané. Tuy nhiên, ngay cả khi phòng ngự chủ động, Bayern Munich cũng nhiều lần choáng váng bởi sự tấn công mạnh mẽ của Real Madrid. Dù đã cắt cử một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Joshua Kimmich theo sát Vinicius, họ vẫn bị tiền đạo người Brazil nhiều lần vượt qua. Nếu không có Manuel Neuer, Bayern có lẽ đã thủng lưới từ sớm. Thủ thành kỳ cựu này đã chạm tay vào bóng, khiến cú dứt điểm chéo góc đầu trận của Vini dội cột dọc. Sau đó là cản luôn cú đá bồi từ cự ly gần của Rodrigo. Trong hiệp 2, Neuer tiếp tục là người đẩy cú đá phạt của Rodrigo, rồi sau đó là cản cú dứt điểm về phía góc cao của Vinicius. Tuy nhiên ở thời điểm then chốt, người được xem là điểm tựa vững chắc nhất ở hàng thủ Bayern Munich lại mắc sai lầm. Ở lượt đi, những sai lầm cá nhân của trung vệ Kim Min-jae cũng khiến Bayern Munich đánh mất lợi thế. Vào cuối trận, khi Real Madrid dâng lên tìm bàn gỡ, Bayern có cơ hội ngon ăn để kết liễu đối thủ trong một pha phản công. Những đường truyền của Thomas Müller đã làm Alphonso Davies bị lố đà, khiến cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối. Tình huống này đến ngay sau khi mà huấn luyện viên Thomas Tuchel rút cả Harry Kane lẫn Musiala ra khỏi sân để tăng cường cho hệ thống phòng ngự. Đó là quyết định tất tay của huấn luyện viên người Đức, bởi ông biết rằng nếu để Real Madrid gỡ hòa, Bayern sẽ không còn cơ hội. Nhưng tính toán đó đã không thành công. Với chiến thắng này, Real Madrid đã vào chơi trận chung kết Champions League thứ 18 trong lịch sử và đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu sau khi đã vô địch La Liga. Họ sẽ gặp một đại diện khác đến từ Đức, đó là Borussia Dortmund ở trận chung kết vào ngày 1 tháng 6 trên sân rộng Wembley. Trong khi đó, Bayern Munich trắng tay ở mùa giải này bởi trước đó đã bị loại khỏi cúp quốc gia Đức và thua Leverkusen trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Quả là cay đắng với Harry Kane khi anh đã không đến với Real Madrid trong mùa hè vừa qua. Nếu bạn muốn bước lên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, bạn phải khoác lên mình màu áo trắng. Vấn đề là tại sao Kane trắng cứ như thể một thực thể bất tử ở Champions League như vậy? Trừ khi đập cho họ không ngóc nổi dậy như Manchester City mùa trước với tỷ số 4-0 thì may ra mới có thể không lo đội bóng này bật ngược. Thưa quý vị, còn cứ nửa chừng xuân, cách biệt cỡ 1 hoặc 2 bàn là bạn không thể yên tâm. Bởi Real rất tàn nhẫn ở chỗ, họ cho đội bóng của bạn hy vọng vào chiến thắng. Rồi khi bạn đã sống trong thứ men say hư ảo đó, khi tỉnh giấc thì nhận ra rằng Kane trắng chỉ chuốc cho bạn thứ rượu chết người. Không phải ngẫu nhiên Real Madrid luôn tìm ra cách lội ngược dòng thành công trong những tình thế ngặt nghèo nhất tại Champions League.
Chính huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool thừa nhận, đá với Real Madrid, bạn phải chơi với tất cả những gì tốt nhất của mình. Đó là cơ hội chiến thắng duy nhất của họ, bởi Real chỉ cần chơi ở mức độ trung bình cũng sẽ thắng bạn. Ở trận đấu với Liverpool mùa trước, Real bị dẫn bàn chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đầu. Dù vậy, với thói quen chiến thắng và là người dòng đã được khắc sâu trong tâm khảm, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng cao trò đã thừa biết sẽ phải làm gì để xử lý một Liverpool đang quá phấn khích sau những đòn phủ đầu thành công xuất sắc. Nhận thấy đối thủ đã bố trí một dàn nhân sự rất dày đặc để phong tỏa cánh trái của Real, tương ứng với cánh phải của Liverpool, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã chỉ đạo đẩy hướng tấn công thật mạnh, bắt buộc vị trí của Vinicius phải lãnh sướng mọi đường lên bóng của lối bằng cốt. Mọi nguồn lực từ trên xuống dưới sẽ giúp đưa quả bóng đến chân của Vinicius trong vùng cấm và đánh tan phòng tuyến bên dưới cánh phải của Liverpool. Hai pha dứt điểm đều kiểu cửa lòng mang thương hiệu của cầu thủ này đã tạo ra bàn thắng đầu tiên rút ngắn tỷ số, và từ đây Real Madrid đã tìm thấy lối ra của trận đấu bằng cách làm quá tải hàng thủ vốn đã có quá nhiều vấn đề của Liverpool. Tất nhiên, kết quả ngược dòng của Real Madrid không chỉ đến từ sự xuất sắc của cá nhân Vinicius, nó vốn là kết tinh của một tinh thần ông chủ đến từ Real, nơi mà mọi cầu thủ ở mọi vị trí đều biết cách trở thành ông chủ của chính mình. Họ không làm việc với nhau bằng cách ra lệnh cho người khác, đòi hỏi sự cống hiến của đồng đội mà tự chủ động khắc phục điểm yếu của bản thân nhằm tạo ra một sự đồng điệu đủ để nhấn chìm mọi đối thủ. Camavinga cũng đã chia sẻ trong cùng một bài phỏng vấn trên rằng có sự tôn trọng rất lớn giữa các huyền thoại với các cầu thủ trẻ, khiến cho những cầu thủ trẻ vừa ngưỡng mộ vừa tuân thủ kỷ luật tuyệt đối mỗi khi vào sân, tiết chế lại sự nóng nổi của tuổi trẻ và tạo ra một phong thái điềm tĩnh cho các vị trí chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ngược lại, bằng năng lượng của lớp trẻ, các huyền thoại đã tạo điều kiện tối đa để cho họ có cơ hội tỏa sáng và trở thành bệ phóng hoàn hảo cho lứa kế cận. Điều này đã trở thành công thức quen thuộc cho Real Madrid, đặc biệt là ở đấu trường danh vọng đỉnh cao nhất châu Âu, nơi họ đã có quá nhiều thành công trong một thập kỷ trở lại đây. Ngoài những yếu tố thuần túy chuyên môn này, đã có một thứ mà Real Madrid sở hữu mà không câu lạc bộ nào có, đó là truyền thống. Luôn phải nhắc tới cụm từ này khi nói về Real Madrid. Truyền thống sản sinh ra một Real đầy thành công, đầy sự ngưỡng mộ và nó tạo ra động lực cho lớp các cầu thủ càng về sau càng cảm thấy tự hào khi khoác lên mình màu áo trắng. Những cầu thủ của Real Madrid luôn nằm ở chất lượng hàng đầu thế giới. Thứ khiến cho họ thi đấu không thành công trong nhiều năm trời là sự thiếu gắn kết, bị động và tâm lý. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn trong 10 năm trở lại đây bằng sự hòa hợp đến đáng kinh ngạc ở các huyền thoại và lớp các cầu thủ trẻ tiềm năng. Con vua rồi lại làm vua. Câu nói này chẳng sai khi nói về Real Madrid ở đấu trường Cúp C1 châu Âu. Mùa trước, Manchester City đã báo thù thành công Real. Sang đến mùa này thì Manchester City, khi mà họ đang hừng hực khí thế với quyết tâm cao độ có thể bảo vệ thành công chức vô địch, họ lập tức bị Real Madrid buộc phải dừng bước ở vòng tứ kết. Nghiệt ngã với Manchester City, với Bayern Munich, nhưng rõ ràng họ đen thôi. Lá thăm Real Madrid thực sự là thứ mà chẳng một đội bóng nào muốn bốc vào, đặc biệt là khi họ đã ở đấu trường UEFA Champions League. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin và những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.